ngỡ ngàng với lời tiên tri của bà Nguyễn Phương Hằng trước khi bị bắt. Còn nhớ năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng nổi lên như một hiện tượng khi công khai lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lợi dụng lòng tốt của bà để trục lợi hàng chục tỷ đồng vào việc chữa bệnh và xây các trung tâm chữa bệnh. Tiếp theo đó, khi càng có được sự công nhận, sự tung hô của nhiều người, nữ CEO liên tục tổ chức các buổi live stream để bốc phốt những người nổi tiếng như Thủy Tiên, Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng, Vi Oanh, Hoài Linh. Sự việc ngày càng đẩy đi quá xa khiến bà Nguyễn Phương Hằng không thể nào quay đầu lại được. Do vậy, không chỉ những người ngoài cuộc, đến cả những người thân cận như ông Dũng Lò Vôi cũng không thể nào ngăn cản được sự bốc đồng của nữ CEO. Thậm chí cư dân mạng còn nhận ra, trong một đoạn live stream từ thời điểm đúng một năm trước đây được tải lên với tiêu đề phản ứng của ông Dũng Lò Vôi khi bà Nguyễn Phương Hằng nghẹn ngào hỏi là em đi tù thì anh nghĩ sao. Mở đầu đoạn clip, khi ông Dũng Lò Vôi đang cố gắng xoa dịu dư luận cũng như trấn an bà xã, thì ở bên cạnh, bà Nguyễn Phương Hằng không thể nào kềm chế lại được nỗi uất hận trong lòng, đã bật ra câu hỏi: anh với em làm bao nhiêu năm, bị người ta chửi như thế nào? Nếu như sự việc vừa rồi không xảy ra, em đi tù thì anh nghĩ sao? Ngay lập tức, với thái độ bình tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại Nam đã lập tức đưa ra lời khuyên nhủ: người nào mà người ta gieo rắc bi thương cho người khác thì ngoài luật nhân quả còn có luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Em cứ tin một điều, đất nước ta có pháp luật, có cơ quan hành pháp, không có điều gì có thể qua mặt được luật pháp Việt Nam. Dù liên tục giải thích bằng pháp luật, nhưng ông Dũng Lò Vôi vẫn không thể nào giúp bà xã mình kiềm chế lại được. Đến nỗi nữ CEO đã không kiềm được nữa và thốt lên: từ tố giác tội phạm thành tội phạm luôn. Không, anh nghĩ đi, nếu là người bình thường có thể chịu đựng được bao nhiêu âm mưu như vậy hay không? Nó cài làm sao cho em đi tù nó mới thôi, ai đã đặt hàng làm những chuyện này? Có vẻ như chính nữ CEO đã có linh cảm về việc mình sẽ vướng vào vòng lao lý trong một ngày không xa, khi những live stream của bà đã sa vào việc công kích cá nhân người khác. Ở phía dưới bình luận, không ít cư dân mạng ngỡ ngàng khi chính câu hỏi của bà Nguyễn Phương Hằng dành cho chồng mình nay đã thành sự thật. Giờ thì bà đã bắt tạm giam mấy tháng rồi đó, giờ thành sự thật rồi, nhà tiên tri. Chú Dũng rất có tâm, có tầm, còn chị Hằng thì ngược lại, mong chị sửa đổi. Con cái môi móc đời tư, chửi tục, nhục mạ người khác và khoe khoang tôi không đồng ý. Tuy được chồng nhất mực ngăn cản, giải thích cặn kẽ bằng pháp luật cũng như khán giả khuyên nhủ, bà Nguyễn Phương Hằng không thể thoát khỏi vòng xoáy đấu tố và cứ thế lún sâu. Rồi việc gì đến cũng đã đến. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Mới đây, sau khoảng thời gian hơn 5 tháng điều tra, nữ đại gia Kim Cương đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Có vẻ như mọi lời tiên đoán ở trong đoạn clip thực sự đã ứng nghiệm đối với bà Nguyễn Phương Hằng.